7 năm rồi. Nghiệp đó
dòng xe nãy á, ông Tứ dòng xe mới vừa qua đã là YouTube đó. Rồi mấy thằng quay YouTube mấy thằng đó mà chơi gì nữa, thấy quay lên làm xong đường chạy quá trời. Ô này chạy về lớn quá vậy. Nói như là thằng Hiển hình ảnh là để minh họa thôi. Cái đường này là đường mà Nguyễn Thị Kim Ngân phải về nhãn để lo chứ đó nè. Đây chỉ có lòng nhãn là thơm nhất nè. Cơm nó là nãy của mình nhãn gì? Nãy là nhãn xuồng. Cái này cũng thứ quá không? Dạ, một thứ đó. Mẹ ăn thử cái này. Sao trái chè, cho ăn chè. Tại vì cái này nó chín hơn. Quả này chín rồi. Ăn bự rồi, nhãn nó thơm cực kỳ luôn. Đúng không? Thử cái rồi nó thơm, rồi cái nhãn kia nó không có thơm, cơm nó dày chứ nó không có thơm. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.